Dạ, tự quên mình đi, mẹ đi thay đồ. Dạ. Cô chú ơi, mẹ đang làm cái nào rồi qua mà. Cái gì vậy? Ăn cơm. Trời đất, ăn rồi hả? Ông sao không đợi mẹ qua ăn? Nào Bi, nhìn nào Bi. Ngon không Bi? Wow. Nãy Bi ăn cái gì vậy Bi? Ăn tôm. Có ăn mấy con tôm? Một. Sao con có ăn trước vậy? Tại muốn thấy ngon rồi con muốn nhắn ăn. Chào cô chú chưa? Dạ nãy làm rồi mẹ. Làm rồi hả? Ờ làm, không làm, làm rồi. Xin chào cô chú, xin chào các bạn, chào anh, chào chị Trang đi nãy. Xin chào các bạn, xin chào các nhà y. Ăn uống ngon cả nhà nha cô chú. Trời ơi, nó chào còn hơn là độc gáp nữa. Nó bụng lắm rồi đúng không? Đi học về nó bụng mà. À, cả nhà ơi, xin chào. Bữa nay mình nấu lẩu. Cái này là lẩu miến hải sản. Hôm nay ăn cái món cực kỳ mới luôn. Cái món này lần đầu tiên ăn nè. Cái gia vị đó, nó na ná như là maratha cả nhà. Nó màu đỏ như nè. À, cái món lẩu miến này là cái miến này nè cả nhà, cái miến này là miến Trung Quốc nha. Miến bự gì luôn kìa. Cái miến này là bằng tinh bột khoai lang, khoai tây nè. Đó, ăn nó dai dai thích lắm. Hôm nay là món đỏ tươi cây xịt khói luôn nè. Ở đây là mình có cái này là mực bạch tuộc á, rồi tôm này là mình lột sẵn rồi cả nhà, với lại bào ngư đâu ta. Con ăn cái gì nè? Con ăn bào ngư nha hay là con ăn tôm? Bào ngư thì ăn tôm đi nè. Hồi nãy ăn đó nè, con ăn đi con. Ăn đi ăn đi cho nó tốt. Đói hâm à. Úi da trời nóng. Sao không ăn? Tâm dẫn nổi. Trời ơi không ăn à. Rồi ăn cùng mình cả nhà ơi. Để con ăn cái... Nó làm sao? Đơn là phải mà. Mẹ ăn nhiều thứ đi. Ngon. Được kìm. Mình thấy ngon. Ta đừng đặt cái mầm mầm cái này. Ăn tôm nè. Ăn không. Đỏ tươi luôn á. Ngon quá. Rau á là mình có cái này là cải bó xôi nè. Với lại á, với lại cải bình thường. Với lại cái này là nấm kim châm. Ngon quá. Qua mặt được đi. Ngon mới đi ha. Kim chi nha. Cái này con ăn. Con ăn nữa hả? Ăn bạch tuộc với kim chi. Ăn bạch tuộc với kim chi ha. Dạ. Nay Bi đi học về muộn. Chim chim một cây. Tôm lột qua dễ ăn cả nhà. Mỗi lần nấu không có lột. Để nguyên thì nó đẹp. Nó màu đỏ đẹp nhưng mà ăn nó bất tiện. Lúc này mình lột ra, đột vỏ tôm ra hết, ăn cái nó tiện.
ơi. Ừ? Mẹ uống ở đây thôi nha. Ừ ừ. Cảm ơn con. Dạ. Tại mẹ miệng dốt đây nè. Tha sơn phải không? Tha sơn cái đó. Ừ. Nhìn ăn chủ đây thôi nha mẹ. Sao cho nó dính á? Sao không có kim chi? Ăn kim chi chứ? Hàng kim chi. Đấy. Ừ, cái miếng này nó ngon ghê á. Nó mềm mà nó dai cả nhỉ. Biang cái chichupon đúng không Bi? Biang. Ừ. Bi học đi mua cả nhà. Hồi nãy mẹ đó con trễ nhà con không gọi mẹ. Tại chơi cái đó chơi. Mẹ ăn miếng. Ăn miếng. Sao nãy nó không ăn hả? Chính mẹ là muốn ăn nữa luôn. Đó. Đi học mà, nó đi học mà đón nó trễ. Nó cũng không thèm gọi luôn. Nó có bạn chơi đó nha. Nó ra là nó có bạn chơi đó. Nó không muốn về liền đâu. Đi kiểu á. Bà Tám. Làm quen người này hết người kia. Sao mà con cứ gặp ai con cũng muốn làm bạn vậy hả? Tại con thích bạn nhiều. Nghe thế hả? Dạ. Bạn mấy người? Hơn 60. Trời đất ơi. 30 người. 30 người. Chỉ có 60. 30 người luôn. Ừ. Bắt chuột nè. Bà tuần này cắt ra luôn. Cô chú ơi, quay lại rồi nha cô chú. Quay lại. Ăn thử nha cô chú. Nãy nó ăn rồi, nó nói nó no, nó không ăn rồi. Nó ăn cái khác rồi, giờ nó ăn lại nữa. Rồi cái nó nói là nó quay lại đó. Cay quá. Cay không? Không cay hả? Dạ. Bi ăn cay cực kỳ giỏi. Miếng này. Miếng ngon không Bi ha? Bi à. Con không đi rồi, con lấy nước nè nè. Lấy nước hả? Nước nè, nước nè. Nước. À, lấy sữa chua. Mấy cái mẹ, một cái con một cái. Ừ. Dạ. Nó ngồi mà không có ba nữa là nó đi ra đi vô. Nít là cái... Nó không ngồi yên được. Mẹ ba chết. Không, không, không cần đâu. Con có một cái nè, uống này đi. Ừ. Cảm ơn con. Dạ. Để đây mà nó góp vô cái chảo này cái là thôi rồi là mơi luôn đó. Là không ăn được. Ừ. Không. Rồi bậy thôi mà. Là thành lẩu sữa chua đó Bi. Tìm miếng nha. Miếng ngon. Mẹ là ăn miếng, con là ăn cái nè. À, là tuột. Là tuột.
Mà tuần đâu ra mà tuần nãy mẹ thấy nhiều lắm à. Mẹ ăn cơm hết rồi. Nhảy con nhảy cái rốt mẹ nói cô chú làm cho nhà mẹ. Nói cái gì sao nữa? Con nhảy. Hôm nay là đi học cái bài nào? Bài tu 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 hả phải không? Tu 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 tu. Làm sao là con kia con nhảy lại con. Dạ đó. Bảy bảy bảy. Một hai ba. Con nhảy cái bài ấy đi, con nhảy cái bài cái gì đó bảo hẩm à. Đi gốc. Ừ. Ok. Bây giờ có tiết mục là người ăn thì có người phụ quả nha. Nhảy phụ quả. Cô chú ơi, hôm nay là ăn non lắm rồi, cô chú ơi, bắn tim. Ừ, con nữa con ăn bạch tuộc. Thôi mẹ. Con. Mẹ số thứ. Trời trời. Con bự rồi. Xin chào tạm biệt cô chú, bye bye tiếp theo. Hôm nay nói câu hỏi cho em family nha, bye bye. Bye bye cả nhà ơi.